Ngày Tết, bạn khó kìm lòng với những món ăn ngon, nhiều dầu mỡ. Do vậy, cân nặng cứ tăng liên tục. Ai cũng muốn trở lại vóc dáng ban đầu với cách đơn giản và nhanh chóng. Bạn hãy tận dụng ngay mâm ngũ quả sẵn có ngay sau dịp Tết để giảm cân theo hướng dẫn dưới đây nhé. 1. Bưởi. Bưởi chứa nhiều vitamin C, carbohydrate tự nhiên, enzyme, chất xơ cùng với protein giúp đốt cháy chất béo nhanh chóng. Cách giảm cân bằng bưởi. Cách 1. 10 đến 15 phút sau bữa ăn, bạn hãy ăn vài múi bưởi. Thức ăn sẽ được tiêu hóa và hấp thụ dễ dàng hơn nhờ enzyme trong bưởi, tránh việc thức ăn tích tụ thành mỡ thừa. Cách 2. Tắm nước bưởi để giảm cân. Mỗi khi tắm, bạn hãy xay cả bưởi và vỏ bưởi trong máy xay sinh tố, rồi đổ vào bồn tắm nước ấm, ngâm mình trong khoảng 20 đến 30 phút. 2. Cam quýt. Cam quýt không chỉ giàu chất xơ, vitamin C, kali, canxi, chất khoáng, mà cam quýt còn giải độc cơ thể hiệu quả, nhất là với những người hay uống rượu bia vào dịp Tết. Ngoài ra, chất polyphenol trong cam quýt có tác dụng duy trì độ ẩm và lượng nước trong cơ thể, làm dạ dày no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn. Cách giảm cân bằng cam quýt: uống một cốc nước cam ấm vào buổi sáng hoặc ăn vài miếng cam sau mỗi bữa ăn là bạn có thể giải quyết vấn đề cân nặng. 3. Dưa hấu. Dưa hấu sẽ giúp bạn giảm cân nhờ chứa 94% là nước, rất ít calo, giàu vitamin C, A và lycopene tốt cho hệ tiêu hóa, chống lại quá trình oxy hóa của da, dưỡng da trắng mịn từ bên trong. Cách giảm cân bằng dưa hấu: uống một cốc nước ép dưa hấu để giảm cơn thèm ăn trước mỗi bữa cơm. Sau khi ăn, dùng thêm vài miếng dưa hấu để tráng miệng, giải độc, giảm cân hiệu quả. Trộn chung với cà chua hoặc uống trà xanh với ăn dưa. 4. Lựu. Vitamin C, B2, đường tự nhiên, chất khoáng, canxi, phốt pho có nhiều trong lựu sẽ giúp giải nhiệt và làm đẹp da. Ngoài ra, lựu có ít calorie nên lựu giúp giảm cholesterol trong cơ thể hiệu quả, đánh tan mỡ thừa ở các vùng da. Cách giảm cân bằng lựu: uống một ly nước ép lựu mỗi ngày hoặc trước giờ đi ngủ. 5. Chuối xanh. Ăn chuối sẽ giúp tạo thành một lớp màng bên trong ruột, tiêu diệt các độc tố và kích thích tiêu hóa ở dạ dày, giảm ở hơi, đầy bụng do thức ăn cay nóng, dầu mỡ ngày Tết. Trong quả chuối còn chứa một loại chất xơ có tác dụng kháng tinh bột từ cơm, gạo, giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Cách giảm cân bằng chuối: ăn một quả chuối trước hoặc sau bữa ăn từ 20 đến 30 phút. Lưu ý là không được ăn lúc quá đói. Không áp dụng cho phụ nữ mang thai, người có tiền sử bệnh dạ dày, tiêu hóa. Sau Tết, bạn hãy nhanh chóng lấy lại vóc dáng tự tin nhờ mâm ngũ quả có sẵn trong nhà nhé. Chúc các bạn luôn khỏe đẹp mỗi ngày.